Reptilian lần đầu không trả lời nha. Reptilian lần hai cũng không trả lời. Cái hai chuyện quá. Cái là làm cái mình bị cọc quá. Nó bảo em nhưng mà em nó BD quá. Mà em nó BD quá. Cái này cờ cục đầu nào vậy? Mà đừng có xài thun, nó xài giống tôi, xài inox đi, xài tốt lắm. Đừng về nó ở lấy tôi luôn đi. Là em bị hốt đi luôn. Em bị hốt đi luôn. Hai người làm đẹp lắm. Ông là xấu nhất trong những người tôi từng quen. Ôi cha. Và em phát hiện ra là cũng ngoại tình. Đã vi phạm vào hai cái điều mà em nghĩ là quan trọng nhất. Thứ nhất là không tôn trọng người yêu, thứ hai là ngoại tình, nên em chia tay. Đang quen gái bình thường, làm người không muốn đi chơi. Bóng thì cút ra khỏi nhà đi. Em xách đít đi theo trai, em đi ra Hà Nội liền. Cấm mày không được quen trai nữa. Xách đít ra Hải Phòng chơi tiếp. Khánh Chi và Minh Tuân chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành với chương trình này. Và sau đây xin mời quý vị khán giả chào đón cặp đôi khách mời của ngày hôm nay. Xin chào em. Chào chị. Em chào anh chị. Rồi hai bạn giới thiệu về bản thân mình cho khán giả được biết nhé. Em tên là Vương Hà, năm nay em 31 tuổi, hiện đang làm bán hàng. Con này. Em là Ngọc Hải, năm nay em 29 tuổi. Và em đang kinh doanh online á. Bọn mình quen nhau được bao nhiêu lâu rồi ha? Tụi em quen nhau được từ lúc 24 tháng 8 đến bây giờ cũng được nửa năm. Làm sao mà hai bạn gặp được nhau? Đầu thì em check story thôi, thấy đăng nhiều hình ok lắm kìa. Nhưng mà cũng mê nhẹ nhẹ xinh xương. Nhưng mà check story lần đầu không trả lời nha. Check story lần 2 cũng không trả lời. Cái hai chuyện quá. Cái là làm cái mình bị cọc quá. Nó tiêu lượng 3 nó cũng không trả lời. Ở lần thứ 4 mà có xem tin nhắn mà không trả lời. Không xem. À không xem luôn. Là tại vì bạn nhắn vào tin nhắn chờ rồi. Bạn hoặc là có thể là nhiều người grab story quá. Nó kẹt tin nhắn nhiều khi á. Hoặc là nhiều khi bạn này có vào trang cá nhân coi. Nhưng nhiều khi là bạn này lại chưa đúng gu. Cũng có thể vậy. Dạ đúng rồi chị. Tại vì sao á là nó bảo em nhưng mà em nó BD quá. Mà em nó BD quá. Tính em cũng khác với người khác là nhiều khi nhắn tin làm quen hay là dẹp story mà kiểu nó không có nội dung gì sâu xa lắm thì em lướt luôn. Đúng rồi, em lướt luôn. Nhưng mà em có vào trang cá nhân bằng này không? Có, tin em có. Em vào em coi nhưng mà em thấy là giống như là không có đúng cái gu của em. Đúng rồi, em thì thường em quen những người giản dị một chút đó. Mà em thấy lồng lộn quá nên là em cũng nghĩ không có tới nên em cũng không có dẹp. Rồi tại sao mà em trả lời? Hôm đó thì em có đăng một cái story lên. Nói thẳng ra tại vì bữa em hơi ngại xíu. Chì xuống nha, mình nói chuyện đàng hoàng lại. Mình nghiêm túc lại, cái cầu dính luôn. Bạn ý trả lời qua dịch á, bạc tiêu với tôi đi. Các em nói không thì Vương cũng chia tay nhiều rồi. Vương chỉ cần một cái tình yêu thôi. Được á thì mình nói chuyện, mình tìm hiểu. Khi là không có còn tin tưởng nữa thì cũng mới chia tay đồ. Không tin tưởng trong tình yêu nữa. À đúng rồi, kiểu như mình chỉ muốn lang bang gì thôi. À muốn qua đường, bao nhiêu qua du rồi. Tình một thì đêm. Đương nhiên là như vậy thì trải qua nhiều quá thì tổn thương nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy nhàm chán trong tình yêu rồi. Còn em thì em vẫn tin, tại vì em trải qua cũng lần này lần thứ 10 nè. Mới là số 10 chứ nhiêu. Sau khi mà nói chuyện cho trên mạng xã hội rồi thì bao nhiêu lâu mình mới gặp nhau ở ngoài? Tụi em cũng phải trải qua hết mùa dịch. Lần đầu tiên em cảm nhận là không bao giờ em có thể chấp nhận được mà nhắn tin mà gần 1.5 tháng trời mà không gặp mặt. Mà hai đứa siêng vô cùng. Cứ đến giờ em tập thể dục là em xong là em sẽ gọi lúc phải là 10 giờ tối. Nhắm với nhau sẽ gọi điện. Lúc đầu không gọi điện đâu nha, không cho gọi điện luôn. Chỉ gọi điện thoại bình thường thôi. Video call là không cho gọi nè. Tuy lúc đầu chỉ nhắn tin thôi, nó kêu không thích cái loại. Ngày sau mới mồi chài lắm. Đẩy đưa kinh khủng luôn bộ. Mình dùng cái giọng nói mê hoặc của mình. Xong mà em còn phải thu âm bài hát, em gửi qua cho nghe. Em thấy bài nào hay mà đang trending cái này với là em thu. Em hát bài hát gì mà gửi qua gì? Em hát cho chị nghe tới coi. Không được ơi chị chứ xong. Em phải qua 7749 cái app lọc giọng rồi chị. Em hát là banh chương trình luôn á. Hát đoạn thôi, vài câu thôi chứ phải hát nguyên bài đâu. Bài gì ta? Bài gì mà em nhớ em gửi cho bạn này nè. Thì cái bài đó bài nước mắt của Tăng Phúc hát. Rồi bữa hả thu âm á em phải thu gần cả chục lần luôn. Tại vì em biết cái giọng em nó bị đớt á. Ngày xưa anh sớm đến em cùng không, tối đến em cùng không. Từ khi biết yêu người, em dựa mặt bằng nước mắt rơi.
Dễ thương mà, dễ thương mà. Có hổm xém là chia tay trước khi mà mình gặp chính thức rồi. Em nói kêu giận vu vơ thôi, cho gọi điện thoại, không cho gọi điện thoại giận á, cái im luôn. Tôi không thích giận kiểu đó, giận lẫy kiểu đó. Cái em cũng phải em xuống nước ghi âm một cái giọng nói rất là thều thào. Tôi xin lỗi mình đừng có giận tôi nữa, tôi hứa là tôi sẽ không như vậy. Trong sự tính toán của em là sẽ im lặng xong rồi trong vòng khoảng 3-4 tiếng sau chắc chắn sẽ trả lời. Đúng không? Đúng bằng tiếng sau trả lời. Đúng chấp. Đó quá luôn. Chính mối tình của em rồi, em biết cái nào nên và không nên cái gì mặc dù em bướng xu. Lúc trước khi gặp Hương á, em cũng hay trêu đùa. Còn đó để mà gặp mặt thì chắc là em khó lắm. Lý do tại sao em khó gặp mặt? Tại vì là em không muốn tiến tới bất kỳ một mối quan hệ nào. Mặt tính của em thì nó hơi chắc chắn. Ví dụ như là bây giờ mình gặp thì dễ là mình sẽ nảy sinh tình cảm thật, cho nên là em sẽ cắt ngay từ đầu. Là tại sao em im lặng, là em cũng bắt đầu là em suy nghĩ lại là liệu mình có nên đến với cái mối quan hệ này không. Tại vì là cứ được một thời gian ngắn là em lại phải chia tay, cho nên là em cũng đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà sau rồi thì em thấy kiểu cũng chân thành, thực sự là rất là chân thành, với cả nói chuyện thật, rồi thì có những cái sở thích, cái lối sống cũng khá là giống nhau. Mà cho em ấn tượng lần đầu tiên hai bạn gặp mặt. Em là người trông chờ đến người yêu của mình nó có một sự quan tâm mình á. Vừa đi làm về tới xong nha, là có đồ ăn sẵn hết luôn rồi, vô là chỉ chăm sóc cho ăn thôi. Tưởng được quan tâm xong rồi cái chắc là vui vẻ ôm hôn hút hít gì được, hay những cái gì mình tính toán không bể kèo nha. Mà anh em ăn rồi đây ăn, rồi cũng có đút em ăn, xong rồi cái im không nói một câu gì, cứ bình thường em nhìn hoài kêu sao nhìn hoài vậy, cứ lơ lơ bơ bơ vậy. Xong rồi phải vô trời tắm, đi tắm xong xuôi rồi thật chắc không có chuyện đó đâu anh, tại mới mà. Xong rồi vừa lên trên gác cái nhắn tin liền, tại sao mình bơ tôi vậy, bộ mình không thích tôi hả, hay là gặp ở ngoài nhìn tôi xấu quá hay sao. Tại vì lúc trước đó là trả lời gì sao dạ. Trả lời việc cắt ngang quá vậy. Đâu mà cái không có trả lời mà bằng hành động. Xoay qua ôm. Xoay qua ôm xong rồi chứ hôn má hôn môi vậy thôi. Chứ không có, tại vì cái tiếp người của tôi là nó như vậy. Cho nên năm ra tôi không có biết cách thể hiện ở bên ngoài cũng như lời nói, chỉ có cách hành động thôi. Thì em thấy cũng hợp lý, thay vì người ta nói nhiều quá thôi mình người ta hành động thì mình vẫn có thích hơn. Gu của Hương là hơi sôi thịt một tí xíu, còn của bạn này là hơi giữ mình á, hơi khép kín một tí xíu. Vương thì kiểu hướng ngoại nhiều. Ví dụ như là muốn lãng mạn là sẽ mua quà các kiểu, còn em thì em kiểu như em tính em nó hơi hướng nội, nó hơi ngại ngùng á, cho nên là tất cả mọi thứ em đều hành động hết. Ví dụ như là kể cả gia đình em từ trước đến giờ bố mẹ em cũng thế, nhắn tin trên mạng có thể là mình nói rất là nhiều nhưng mà đến khi mình gặp á thì bắt đầu nó chụp xuống, nhưng mà kiểu như là trong lòng mình thôi, mình chỉ giữ trong lòng mình thôi, cũng không vồ vập ngay. Rồi sau cái ngày mà mình gần gũi nhau như vậy á, thì mình có cảm thấy là mình muốn tiến tới với nhau liền chưa? Sau ngày hôm đó xong, ngày hôm sau em đi về, em phải đi làm. Bộ em mới kêu là thôi, đừng về nữa, ở lấy tôi luôn đi. Là em bị hốt đi luôn. Em bị hốt đi luôn. Rồi thấy khi mà hai bạn gặp nhau ở ngoài như vậy á, có bao giờ nói là ở bạn này xinh hơn trên hình hay là không bằng ở trên hình không? Với một cao thủ chỉnh ảnh như em thì em nhìn trên hình em đã trừ hao luôn cái phần mà nhân sắc của bồ em rồi. Và lẫn lưu em cũng nói trước với bồ em là đừng có nhìn vô cái khuôn mặt của tôi trên ảnh. Tại vì nhìn trên ảnh rất là BD, tôi chỉnh một rất là nhiều app. Em lúc này cũng bữa ảnh mọc qua một đống tao lao đây là hình mới chỉnh nè, là chơi liền. Chỉ có chị ấm mọc thì ok hơn. Gặp ở ngoài thì cũng không cảm thấy thất vọng lắm, thì cảm thấy nó hơn cái dự đoán mình là vẫn đẹp hơn. Mặt của hai bạn xinh như thế này thì còn thất vọng gì nữa đúng không? Yeah. Kiểu mặt hai bạn rất đẹp ấy, đẹp đôi. Hai chị ha. Hai người cũng đẹp đấy. Đẹp quá. Ai cũng đẹp. Hai người cũng đẹp đấy. Rồi khi mà mình bắt đầu quen nhau thì nó vui như vậy. Nhưng mà khi về sống cùng với nhau á, có mâu thuẫn nào phát sinh không? Nói chung là mâu thuẫn thì có rất là nhiều. Tại vì là sau dịch đầu tiên, tất nhiên nó là về kinh tế. Là em cũng hơi khó khăn, buôn bán nó cũng bị kém đi rất là nhiều. Thứ nhất là người ta cũng không có tiền. Thứ hai là hàng hóa nó cũng khó nữa, em không kiếm được nhiều. Nên là chỉ xoay sở được trả tiền nhà thôi. Lúc trước thì em sống một mình. Khi mà gặp Vương, nối tiếp là một con mèo, hai con mèo, ba con mèo, bốn con mèo lận. Cái khi mà bị khó khăn kinh tế một cái là bắt đầu tâm trạng em hơi trùng. Ông Vương thì lúc trước ông cũng sống một mình, mà tính ông thì vô tư hơn em nhiều. Thích mua cái này, thích mua cái kia. Ê, mai mua cái này, mai mua cái kia. Thế em bảo, trời ơi, không có tiền. Hay là nhiều lúc cũng hơi mâu thuẫn nhau một chút xíu. Nhưng mà sau đó thì giải quyết rất nhanh. Chỉ đúng trong khoảng thời gian đó thôi. Hoặc ví dụ như buổi tối nha, cãi nhau xong ông này ông ấy
bỏ xuống. Em bảo là khi mà tôi tức lên thì tốt nhất là ông im lặng đi, tí nữa tôi nguôi là tôi sẽ ok liền. Em đã giao kèo trước như vậy rồi, em ở trên gác ông xuống lầu, sau một chút sau em ok là em gọi ông lên lại bình thường, không có vấn đề gì hết. Em biết mình hơi khó tính cho nên là hơi khó khăn trong Vương đấy. Rồi cho Tuân hỏi thêm là về Vương đi, tại vì Hải là một người vừa khép kín này, nội tâm này, lại còn trải qua nhiều đổ vỡ đó và mất niềm tin á, thì Vương sẽ phải là một cái người củng cố niềm tin rất là nhiều. Thì Tuân không biết là Vương có gặp khó khăn trong cái việc là mình phải bù đắp cái niềm tin mà những người khác đã đánh mất ở Hải hay không? Em nói thật nha, cái này bù đắp về niềm tin thì không có, tại vì cái này em cũng nói là em cũng từng là người bị tổn thương mà. Em tổn thương khá nhiều và đau đớn cũng nhiều, rất là nhiều luôn. Em chỉ đi làm, 8 giờ sáng đi làm, giờ đi 1 giờ thì tới nhà. Rồi ở nhà không đâu đi đâu đâu. Điện thoại thì toàn chơi game không, không nhắn tin với ai cả. Có nhắn tin với ai không biết gì cũng khoe ra. Em là thích show ra hết luôn. Em không có sợ, tại vì em không có gì để giấu hết. Ngay cả tiền lương của em cũng nha. Thì em nói thẳng luôn à, em nghĩ là vợ em phải chăm lo gia đình, em cũng đâu có xài gì. Em đưa hết, cái gì em sẽ đưa hết, có gì cũng sẽ đưa hết. Nhiều người bảo chứ, ủa như vậy sao kỳ vậy, đàn ông sao trong người không có kêu, đâu cần thiết đâu. Thì thực sự đâu cần phải xài gì. Khi nào tụi bay có gia đình thì tôi sẽ hiểu. Thì mình rất là nhiều thứ phải chi tiêu, ai nói gì kệ, chứ em chỉ biết em không bồ em thôi mà đủ. Cũng có một cái khó khăn khi hai đứa đến nhau hơi mâu thuẫn chút xíu là bởi vì Vương thì tính rất là hay ghen. Vương thì tất nhiên là không nhắn tin với ai, và em cũng tin tưởng em thì rất là khó khăn lúc đầu, nhưng mà một khi mà đã gặp mặt thì em xác định là sẽ quen. Cho nên là đúng rồi, là tất cả mọi thứ là em coi là gia đình luôn. Tự bản thân em là em cũng sẽ không nhắn tin với người khác, hoặc người ta nhắn tin với em thì em cũng không trả lời, hay hai làm quen em cũng không có trả lời. Nhưng mà Vương thì tính hay ghen, cho nên là cứ thấy điện thoại mà có tiếng tin nhắn là bắt đầu ai nhắn tin ai nhắn tin. Em bảo mà của em thì chỉ có khách hàng với bạn thôi. Còn em không trách em được, từ từ xưa em bị đa nghi, một phần đa nghi, một phần là do em biết là không nên dùng cái quá khứ của mình để áp đặt lên một người khác. Nhưng mà cái tổn thương nó quá sâu, cho nên đó là nó cũng phải có thời gian để nó bình ổn lại. Chứ còn mà mình bị cứ bị cắm sừng là bị tổn thương từ người này sang người khác, nhiều cái nó làm cho mình nó hằn sâu trong tim rồi, thì rất là khó để mình có thể tiếp nhận được cái mới mà kêu là mình phải tin tưởng hoàn toàn chăm chăm được. Nó phải có thời gian. Dạ. Thôi bây giờ thì em mời Hải ở lại với chị Chi nhá. Tôi xin phép được mời Vương đi sang đây. Cái ngoại hình của Vương không biết có ai nói chưa, thấy Vương kiểu hơi bad boy á. Rất là nhiều người nói rồi, ngay cả trong công việc cũng vậy. Khi mà nghe Vương tâm sự là đã từng bị cắm sừng rất là nhiều, Tuân hơi ngạc nhiên. Theo cái định kiến của Tuân khi nhìn thấy Vương thì Tuân lại nghĩ là Vương là một người rất là dễ làm cho người ta bị buồn, hay là rất là dễ đá người khác á. Bản thân ngày xưa thì sở hữu một khuôn mặt nó cũng gọi là rất hiền, nó như trai ngoan như bình thường vậy á. Sau khi mình tham gia một cuộc thi của cộng đồng, nó bắt đầu tự chuốc cho mình theo cái hình tượng đó luôn. Mình nghĩ là mình có một giao diện gì cũng ổn rồi. Nhưng thực sự là nó cũng không ổn. Mối tình đầu tiên bị so sánh rồi, ông là xấu nhất trong những người tôi từng quen. Theo Tuân nghĩ thì cái việc mà nói với người yêu của mình như vậy là cái việc không thể á. Hồi đó cũng còn nông cạn lắm, kiểu như nó còn non á. Cái mối tình đầu tiên nó cũng khá là ám ảnh nhiều á. Chia tay 21 lần, và lần thứ 21 mình mới có thể gọi là chủ động lần mình người chia tay. Nhưng mà sau bạn đấy rồi thì Vương vẫn bị cắm sừng rất là nhiều. Đúng rồi, cho nên nó mới có diễn ra tình trạng gọi là nghiện phẫu thuật thẩm mỹ luôn. Tại vì nghĩ mình không có đủ đẹp, mình không có đủ hoàn hảo với mắt người yêu của mình. Sau những cái lần mà bị người khác phản bội như vậy á, có bao giờ Vương tự hỏi bản thân của mình, hay là có bao giờ họ cho Vương một cái lý do là tại sao họ làm như vậy không? Hai ba mối tình đầu á thì cái người thứ ba còn cho được câu trả lời, do ông trèo cao thôi, với lại đi chung với ông á thì tôi cảm thấy tụi mình tự ti lắm, không có cùng gọi là cái đẳng cấp á. Vương, Tuân xin lỗi, nhưng mà tại vì ban nãy khi mà Tuân thấy hai bạn ở bên ngoài nhá, Tuân thấy hai bạn quá đẹp đôi đi. Tuân không hiểu là những người đó họ có thể đẹp đến mức nam Vương, hay là đến mức nào mà họ có thể nói với Vương những cái câu như vậy. Kiểu như họ cứ muốn kiểu như đi ăn đi chơi, thế là thì Vương không làm được. Thật sự Vương cũng thấy xót tiền lắm. Thà tiền đó mình đi sửa mũi tốt hơn, hợp lý hơn nha. Tủ hoài luôn. Xong cái mình nghĩ là mình cũng đẹp rồi, mình cũng ổn rồi, thôi không quen xa đẹp nữa, theo con tim mình chọn cái người nào mà nó bình bình thôi. Theo Tuân nghe Vương kể chuyện, tôi thấy Vương có một cái sự tự ti về bản thân mình lớn lắm luôn. Cái mặt mình không biết là xử như thế nào, nhưng lúc này trong gương mình cũng cảm giác là mình không có đủ hoàn hảo. Chính vì như vậy nên mình lúc nào mình chụp ảnh mình cũng sẽ qua app xong rồi mình lại chỉnh thêm 7749 cái app nữa. Vương bảo là Vương sẽ chuyển sang quen những người bình thường để mình cảm thấy là mình không phải giữ chân họ, nhưng mà sau khi quen Hải,
Hải là một người có ngoại hình rất tốt nha. Cái việc ghen tuông của Vương á đã phải dồn Hải tới những cái mức cảm xúc nào Vương nhớ không? Cũng có cãi lộn nhau ầm ĩ luôn, cũng có nói lời chia tay, thì tới chia tay nó rất là không nên. Sau cãi lộn đó mới lòng nghiệm lại, thì trong quá khứ mình đã có những vấn đề gì đã áp lực lên người ta, những người mà mình đã từng quen, mình nên tự hứa với lòng mình, lẫn tôi hứa với Hải là mình sẽ giảm cái ghen tuông đó là ai. Mình cũng cần nên cho người ta không gian riêng vì người ta cũng có bạn bè bình thường. Nếu mà mình tin tưởng mình yêu thì mình nên tin tưởng một chút xíu. À, cho chị hỏi tình trường của em á, trước khi mà em quen Vương á. Trước khi quen Vương ấy thì em cũng trải qua vài mối tình khi mà em đến với Hồ Chí Minh á. Ba mối tình liên tiếp nhau, em đều vô tình trở thành người thứ ba mà em không biết. Tính của em lại là em chọn người yêu, em không chọn về kinh tế, em không chọn về ngoại hình, em cũng không chọn về vị trí địa lý luôn. Trước khi quen Vương, gặp cái người đấy không có một cái đặc điểm gì nổi bật, nhưng mà có một điều mà khiến em quen người đó là tất cả những cái món ăn mà em thích, em kể ra người đó đều nấu hết cho em luôn, mang đến tận nhà cho em ăn. Nên là em cảm thấy cũng tốt, người ta không có ngoại hình, người ta cũng không phải là giàu có hay ăn chơi gì cả, mà người ta lại còn quan tâm mình nữa, hợp với mình đó, thì em bắt đầu tiến tới. Nhưng mà về càng về sau thì xảy ra những cái mâu thuẫn rất là linh tinh hết cả luôn. Người đó thì cũng hướng ngoại như Vương, nhưng mà người đó thì lại quan trọng bạn bè nhiều hơn, thích đi chơi nhiều hơn. Khi gần kết thúc mối quan hệ thì cái sự tôn trọng dành cho em nó không có nhiều, và em phát hiện ra là cũng ngoại tình, đã vi phạm vào hai cái điều mà em nghĩ là quan trọng nhất. Thứ nhất là không tôn trọng người yêu, thứ hai là ngoại tình, nên em chia tay. Nếu mà em không biết được những cái vấn đề sâu xa xung quanh đó thì chắc là em vẫn tiếp tục mối quan hệ. Nhưng mà bởi vì là tất cả mọi thứ đều đẩy tới trước mắt em rồi, cho nên là em phải chấp nhận chia tay. Đó chính là lý do tại sao mà em tiến tới Vương nó hơi khó khăn một chút. Tại vì thực sự là một chuỗi đó liên tiếp làm cho mình mất niềm tin quá nhiều. Khi tiến tới người ta là em sẽ đặt 100%. Tại vì nếu không đặt đấy thì em sẽ không yêu được. Rồi mời mọi người về chỗ ngồi đi. Chị biết cái câu chuyện chung của hai bạn là gì không? Là hai bạn bị ám ảnh bởi những câu chuyện cũ rất là nhiều á. Tôi nghĩ như vậy này nhá. Bốn người ngồi ở đây hay là tất cả khán giả đang xem chương trình, ai cũng đã từng có những mối tình cũ và ai cũng đã từng phải chầy chật, vẫn phải đau khổ rồi mới có thể tiến tới với tình yêu mới. Và nếu mà mình cứ đem những cái câu chuyện đó đến với những cái tình yêu mới của mình á, nó sẽ làm ảnh hưởng hạnh phúc lắm. Tuân thấy hai bạn kiểu cũng là những cái người có ngoại hình tốt này, có một cái nền tảng khá là tốt, thì không biết gia đình của hai bạn có khó khăn với các bạn về cái việc come out không? Về việc come out của Vương thì nó cũng có hơi vừa chắc chở mà vừa cũng đơn giản xíu, thì đơn giản do mình xử lý thôi. Sau khi mẹ biết, không phải nói với mẹ mà là kiểu như là mẹ đoán thôi, nó cứ đi với trai là sao, chắc tỏ tự cũng mà hiểu hay sao á. Kéo bà dằn co, nhưng mà cái câu chữ nặng nhất á mà em cảm thấy bị tổn thương ngay thời điểm còn trẻ đó là đang quen gái bình thường, làm người không muốn đi chơi. Xong cái em cũng không nói gì, tại em còn nhỏ mà. Em cứ chối đẩy gì thôi. Cứ mỗi lần mà mẹ cấm không cho đi chơi luôn, em phải trốn, em kiếm cớ làm tăng ca gì đó mới gặp bồ mình được. Nghĩ ra vừa áp lực từ gia đình mà vừa mình tổn thương nữa, nó cũng gây cho em nhiều cái biến động. Vậy sau là em bung luôn. Sau khi em sửa mũi xong một cái, em chỉ nói mẹ thôi, mẹ cãi lộn em kêu là hả, bóng thì cút ra khỏi nhà đi. Em xách đít đi theo trai em đi ra Hà Nội liền. Xong rồi vừa về một cái, vừa cãi lộn kêu chứ cấm mày không được quen trai nữa, xách đít ra Hải Phòng chơi tiếp. Tại vì em xác định là em không có phải là bệnh tật gì hết, để em không phải là người lỗi. Nhưng mà mẹ đang dùng những câu từ tổn thương. Khi nào con là người nói những câu lời tổn thương mẹ thì con là người quá sai rồi. Nhưng con muốn tôn trọng mẹ và thương mẹ mà. Chứ có điều mẹ muốn đẩy con đi thì con sẽ tự đi. Rồi về sau này là bắt đầu bà chấp nhận rồi đó. Cái bà chán à, làm biếng nói. Cái dắt gì ra mắt luôn, nhây luôn. Cái đầu không thích, nhưng mà bà thích ăn ốc lắm. Mời bà đi. Từ là chấp nhận luôn. Ngày xưa em quen con gái em có yêu người ta không? Có, em vẫn yêu luôn nha. Giờ ra chơi mà người ta là đi ra chết. Mình đóng cửa mình vô hung hít đủ thứ trò hết. Lớp mấy mà bà có vậy? Lớp 7 là có bồ rồi. Không có bồ là một chuyện, nhưng mà em làm cái đó. Dám đóng cửa hung này nọ nữa. Bình thường mà. Là phải, em phải rất là manly. Dạ đúng rồi. Em mới làm được cái việc đó. Rất là liều quá. Em vẫn liều. Em vẫn trong đội tuyển đá banh với lại bơi lội của trường mà. Chấn động vậy em. Xong mà vừa chuyển sang chơi BD một cái là bắt đầu em bung luôn lộ luôn. Mà tại sao nếu như em đã từng hôn con gái, em đã từng thích gì rồi thì lý do gì em chuyển qua em chơi BD? Tổn thương á chị.
kiểu như bị cắm sừng á. Thực sự là em giống như con kỳ lân nhiều sừng rồi. Tại sao mà chỉ hẹn mình ra giờ hay chơi thôi, cái thấy nó có gì theo em rồi lại chơi để kêu mua đồ mua này mà thôi. Còn ngoài ra mình không được đi trở về, không được nói chuyện khi ở ngoài sân trường. Vậy là do bạn đó muốn em mua đồ cho bạn đó thôi. Thì lúc đó hồi nhỏ mình sẽ không có nghĩ chuyện đó, khi lớn lên mình nghiệm lại thì mình biết là nó chỉ là một sự dụng để đánh đổi cho nhau thôi. Là quen bốn người con gái luôn thì em thấy bốn người cũng y chang vậy. Sau đó em cảm thấy là chán quá, kêu con gái kiểu như mất lòng tin á. Rồi sao mà em rung động với một cái bạn trai đầu tiên? Lúc đó em mấy tuổi? Lúc đó là em năm lớp 11, còn cái anh đó là lớp 12. Anh đó đẹp trai không? Cũng đẹp đó, nhà cao mét còn em mới 9. Trời mới 9 rồi. Tại vì em học rồi. Trường năng khiếu thể dục thể thao thành phố. Đi bơi lội chung, thi đấu chung á thì anh cứ đưa nước cho uống rồi cái đưa khăn cho lao, mà lao chung cái khăn là thấy căng căng rồi. Rồi thay đồ chung, tắm chung nó mới quan trọng chị. Thay đồ chung, tắm chung luôn hả? Đúng rồi, trong đội đá banh chung. Nhưng mà anh đã biết em vậy không? Không, lúc đó đá bóng đâu. À lúc đó vẫn là con trai. Đúng rồi, đúng rồi. Vẫn là con trai, nhưng mà ý là nó bị kích thích đó chị. Cái cảm giác chị cứ nghĩ đi nha. Ở trong một cái phòng thay đồ con trai nhưng mà tiềm năng là bóng. Đúng rồi. Có máu trong người, nó máu, chưa nhú. Máu là từ trong bụng mẹ. Nhưng cái điều cái là mình cứ nghĩ là mình còn là con trai. Tại vì mình chưa có tiến sát tình với một người đàn ông. Mình nghĩ mình là con trai Nhưng khi mà em trở về bản năng của em nhìn một người đàn ông cùng với em, tự nhiên em trỗi dậy cái tính BD em lên từ từ, đúng không? Dạ đúng rồi. Bóng bẩm sinh mà. Còn em không ai như thế nào? Câu chuyện của em nó nhiều lắm. Nó phức tạp hơn Vương rất là nhiều. Tại vì em vốn dĩ người miền Bắc mà, người Hải Phòng, nó rất là khó. Em thì khác với Vương là sau này thì Vương mới, còn em là từ nhỏ là em đã thích mặc váy rồi, em đã mượn váy của đứa em mặc rồi, xong đi guốc rồi tô son tùm lum tùm la đó. Biểu diễn thời trang thỉnh thoảng, ví dụ như là họ hàng mặt lễ Tết bắt đầu Hải ra biểu diễn thời trang cho các cô xem, xong rồi mặc váy đánh son, xong rồi đi ra chợ hỏi mấy bà bán thịt là bà có biết đứa này là con trai con gái không, thì mấy bà bảo là con gái rõ ràng. Thế là tủ quần em ra giữa chợ luôn. Lúc đấy thì vẫn là thoải mái, mình nghĩ là trẻ con thôi. Nhưng mà càng về sau thì bắt đầu em mới phát hiện ra là trời, em thích. Đầu tiên là em thích cả trai lẫn gái. Khi mà em biết nhiều á, người ta bắt đầu nói em là ái nam ái nữ, cả họ hàng, cả bạn bè trong lớp nữa. Rồi em đi học á, em mà cứ đi đến cổng trường là em sẽ bị kiểu giống cái bạo lực học đường ấy chị. Ê thằng BD, xong người ta sẽ sò soạn khắp người em luôn, hoặc là bọn nó sẽ đánh em. Cũng có lần ở trong lớp là em đang lau bảng thì có đứa ấy, nó không thích em, nó tụt quần em giữa lớp luôn. Thì lúc đó thì em cũng xấu hổ lắm, nhưng mà bây giờ mình biết làm sao đâu, nên là mình chỉ biết về nhà thôi, mà mình cũng không thể nào chia sẻ với gia đình được. Rồi cái việc của em nó sẽ ảnh hưởng đến em, tại vì là em trai em cũng học cùng trường với em, bạn bè trong lớp nó lại bảo là ấy anh này BD này kia, thì nó lại về nó trách em nữa. Còn gia đình em, bố mẹ em thì cũng nghi ngờ, nhưng mà bố mẹ em không thể nào nói ra được. Còn càng về sau này thì bố em cũng càng thấy là em hơi khác với mọi người. Thì đỉnh điểm là cái đêm đó là em chia tay, em đi chơi với người yêu xong em chia tay. Em mới lúc đấy buồn quá, em về nhà em khóc. Thì em nói mẹ em là mẹ ơi, thực ra là con thích con trai. Mẹ em bảo là thế thì mẹ cũng đoán ra được, thôi mẹ thương mẹ chấp nhận này kia. Nhưng mà đến sáng hôm sau hoàn toàn khác. Không, tao không chấp nhận, từ nay á mày không được chơi với con trai nữa, chỉ được chơi với bạn gái thôi, bạn gái đến đây được. Xong rồi mẹ em thỉnh thoảng mẹ em bảo là hay là tao dẫn mày đi chữa bệnh tâm thần đi, hình như tao thấy mày không có ổn đâu. Thế là em bảo là mẹ ơi, cái này những cái nước tiên tiến người ta còn công nhận nữa, chứ đây đâu phải là bệnh đâu, cái này không thể thay đổi được, bố mẹ bắt buộc là phải chấp nhận. Con vốn như thế, con cũng không phải là người vui vẻ gì, tại vì con cũng cảm thấy rất là lạc lõng. Lúc đó em cũng không hề biết về cộng đồng đâu chị, em chỉ nghĩ là em là một cái người hơi khác biệt với mọi người quá, cho nên là cảm thấy mình hơi trơ trọi, thì cũng chỉ mong bố mẹ chấp nhận thôi. Thì sau này em cũng có dẫn một hai người bồ về, mẹ em cũng thôi, thì mẹ cũng dần dần phải chấp nhận điều đó, chứ không biết nói gì. Còn bố em thì dễ hơn. Có một lần em hơi căng thẳng với mẹ, thì em bảo là nếu mẹ không chấp nhận thì con phải ra khỏi nhà thôi, chứ giờ con không biết làm thế nào hết, không thay đổi đâu. Thế là bố em bảo là thôi, có cái gì bình tĩnh nói, chứ không việc gì phải ra khỏi nhà hết. Thế là từ đó bố em cũng ok thôi, mày sao thì sao. Còn mẹ em thì dần dần mẹ em bảo là thì thôi, con trai cũng được, có con trai nhưng mà người yêu đẹp trai vậy. Dự định tương lai của hai em như thế nào? Bây giờ tụi em chỉ tính trước mắt là bây giờ tụi em dọn nhà sang nhà mới, rồi nuôi thêm con cún nữa cho nó nặng đầu. Chắc chắn là cũng phải có một cái đám cưới nhỏ, chắc cũng phải năm sau đi chị ạ. Năm nay khó khăn lắm, tại giờ em đóng hụi đám cưới nhiều lắm rồi, giờ không hốt á, nó đi định cư hết.
Thay mặt chương trình thì chúc cho hai em được nhiều sức khỏe và hạnh phúc và thực hiện được cái ước mơ của mình nha. Thay mặt chương trình thì gửi tặng cho em. Tặng bạn sản phẩm cốt súp gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA của Mỹ, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Cảm ơn Quốc Việt Food đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành với chương trình này. Các bạn hãy tải ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương nhé. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi tập Come Out ngày hôm nay. Cũng như đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.